Đây là dây chuyền đường ống đường kính 1000 ADBE, siêu to khổng lồ. Hệ thống tình huống chân không, đây là dàn phun nước làm mát. Dàn phun nước làm mát siêu to. Có 1, 2, 3 dàn nước làm mát. Đây là máy in ống, còn đây là gọi là máy kéo ống siêu to. Đây là máy cắt ống, kẹp và cắt. Đây là dàn đỡ.